Hello, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay ngày 8 tháng 3 năm 2021. Mình sẽ đang chơi các game ha. Trong game này thì có gồm 6 game. Đó, và đây là cái game đầu tiên chúng ta trong cái ngày hôm nay. Thì để các bạn biết mình đang chơi cái trò này. Chơi trò tiên luôn nè. Được một cái nhân vật gọi là Trinh. Chạm thủ hết nè, đó. Sau khi nhào vô ngon lành, xử là hết kêu. Trời ơi, ma bư gì dễ vậy? Quỷ bư mập bư ốm tùm lum tà la, nhưng bư không kìa. Chơi. Trời gì đây? Ô cha. Hả? Đứt cơ mày ma bư. Xong rồi bạn. Bây giờ thì chúng ta tiếp tục nhé. Tiếp tục thôi. Trò thứ hai nữa các bạn. Ok. Ai trời ơi. Goku Super Saiyan Blue. Vâng, và cái hình lực nhân vật chúng ta chính là cái hình Gohan. Mình sẽ sửa đẹp nó thôi các bạn ơi, cho các bạn nhìn về trời trời. Quá gần chết trời, sao mạnh hay. Diễn rồi, trời. Wow. Á cha. Mày. Trời ơi trời. Rồi mất biết như máu rồi kìa. Và cố chuyện thế này mà không trúng. Dính cho cây. Làm cái dễ ăn cây như thế này. Chi. Dính cho cây. Xoay dính đòn. Ha, mày xỉu chưa cưng. Wow, giỡn hả cưng. Chi ngủm rồi xong. Hê, thế là xong.